Tại trận chung kết cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công Cúp 2023 VSC S3 là cuộc chạm trán giữa hai đội Hiếu Hoa Oaxaca và SHB. Đây lần lượt là hai đội giành được ngôi Á quân ở khu vực miền Trung và miền Bắc. Chính vì thế, cầu thủ hai bên đều khát khao có được chức vô địch tại vòng chung kết để có thể đổi màu huy chương. Sự thận trọng và toan tính của ban huấn luyện hai đội khiến cho trận chung kết VSC S3 diễn ra khá chặt chẽ, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được hai bên tạo ra. Do không thể giải quyết ở các hiệp đấu chính thức lẫn hiệp phụ, cả hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh trên chấm phạt nền. Trong khi Hiếu Hoa Oaxaca thực hiện thành công cả 4 lượt sút của mình, thì SHB lại có đến 2 cái tên không thể chiến thắng được thủ môn Anh Tuấn, qua đó chấp nhận thất bại 3-4 trong loạt sút may rủi. Trận chung kết thì hai đội đều muốn lối chơi chắc chắn nên em nghĩ là khán giả cũng muốn hai đội chơi cởi mở hơn, nhưng mà trận chung kết thì nó quan trọng nên hai đội phải có một cái chiến thuật của riêng mình. Mỗi thành viên, mỗi đội bóng cũng như nguồn động lực lớn nhất là ông bầu cũng như là ban huấn luyện đã luôn đồng hành cùng với tất cả anh em trong bóng, và hôm nay thì anh em sẽ đáp lại cái tình cảm đó và cố gắng để hoàn thành tốt cái mục tiêu của ban huấn luyện đề ra. Ở trận đấu cùng giờ, Thiên Khôi FC dù rất nỗ lực để có được hai bàn gỡ sau khi bị đối thủ anh em GFDI Sông Hàn hai lần vượt lên dẫn trước, tuy nhiên họ cũng đành chấp nhận thất bại với tỷ số 3-5 trên chấm phạt nền. Qua đó, nhìn đối thủ giành được tấm huy chương đồng chung cuộc. Ở các giải thưởng cá nhân, Nguyễn Trọng Tùng của Hiếu Hoa Oaxaca đoạt giải huấn luyện viên xuất sắc nhất, trong khi Nguyễn Thanh Tuấn của nhà vô địch cũng giành luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Trần Anh Đức của SHB, còn danh hiệu vua phá lưới được chia đều cho hai cầu thủ có cùng 4 bàn thắng là Claudacir Junior của Nghiêm Phạm Hornings và Trần Đức Long của Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Như vậy, khép lại vòng chung kết VCS S3, đây là lần đầu tiên chiếc cúp danh giá của sân chơi bóng đá 7 người quốc gia về với miền Trung.